Hello, xin chào tất cả các bạn. Không biết các bạn có khỏe không ha? Lâu rồi không có gặp. Mia thì từ hồi bắt đầu làm việc ở siêu thị, xong rồi nhập học, xong rồi cái khóa hè này đó, Mia học trong vòng 6 tuần. Chồng mình đánh đua kem nè. Đánh kem. Học 6 tuần á các bạn, trong vòng 6 tuần mà mình phải hoàn thành cái chương trình học của 16 tuần. Đó, cho nên trời ơi, học Everyone một ngày... Everyone think I'm a pig. Cho nên học một ngày 8 tiếng á các bạn, đuối lắm. Rồi cuối cùng, tháng 8 này được nghỉ hè một tháng các bạn, cho nên hai vợ chồng mình quyết định là đi xuyên bàng, đi du lịch xuyên bàng, đi từ Los Angeles tới San Jose, tới San Francisco, rồi đi qua mấy cái tiểu bang gần nữa các bạn. Hai vợ chồng mình thực hiện cái chuyến này hình như trong vòng một tuần hay 5 ngày gì đó, thì tùy hai vợ chồng đi chừng nào muốn về thì về vậy đó. Dạ Santiago Campan. Oh, you still remember man. Lâu quá rồi không làm clip mà chồng mình cũng còn nhớ ha. Đó, thì giờ trên đường đang lái xe đi đi San Jose, nhưng mà trên đường tới San Jose là chồng mình anh nói là có rất là nhiều cảnh đẹp, giống như San Barbara, how to say, right? Santa Barbara, đó, cái chỗ đó rất là đẹp, chồng mình anh muốn dừng chân chỗ đó để mà mình tham quan, có thể ngủ ở đó tùy, nói chung vợ chồng mình lên kế hoạch đi nhưng mà không có lên kế hoạch cụ thể là dừng ở đâu nhiều, chỗ nào đẹp, chỗ nào thích đó, thì mình sẽ ở đó lâu hơn. Còn chỗ nào không thích thì mình cứ việc chạy luôn. Đó, vậy đó. À, mình ghé chơi chút rồi mình đi. Đó, tùy. À, tùy hứng thôi. À, thích đi nhiều đi, thích đi ít thì đi thôi. Đó, tùy mình. Đó. What? Nothing. Nó thật sự là học và làm đuối ghê các bạn ơi. Thật sự là không thể chờ được cái ngày mà mình có thể nghỉ hè, kiểu giống như mình có thể làm được những việc mà mình thích đó các bạn. Đó, 31 tây tháng 8 là mình trở lại cái khóa học của mùa thu. Đó là trở lại học nữa rồi các bạn. Đó, mình xin nghỉ 2 tuần ở siêu thị. Call my uncle. Yeah, you can. Rồi trên đường đi thì vợ chồng mình sẽ ghé thăm hai người chú của chồng mình luôn. Thì nó nằm ở trên đường đi á các bạn. Chồng mình anh ra để anh gọi cho hai chú rồi để xem hai chú có rảnh hôm anh ghé thăm luôn. À, các bạn biết không, nhớ YouTube cực kỳ, nhớ lắm chứ không nhớ đâu. Mấy bữa nay rảnh xíu thì dọn dẹp nhà cửa xong rồi có lên mạng coi mấy chị rồi coi clip của mấy chị chút, giống như chị Trang nè, chị Trang cuộc sống Mỹ Washington nè. Đó, bây giờ chị sống ở Singapore nè, rồi lên ủng hộ Kim Minh, chị Thummy, không biết chị là có bỏ dấu không nữa, Thummy với chị Mai Vũ, đó là lên ủng hộ mấy chị. Thực sự là mình, cái đó là những YouTuber mà mình đã gặp ở ngoài rồi và mình rất là mến những người đó, đó những mấy chị đó, đó hình như là toàn là lớn tuổi hơn mình không à các bạn. Đó, mình rất là mến mấy chị đó luôn, nhưng mà nhiều khi mình bận làm bận học quá à, cho nên mình không có vô ủng hộ mấy chị được. Nên giờ rảnh thì mình vô ủng hộ. Và xem mấy chị xong cái mình bắt đầu mình, lúc trước á, lúc mà mình bận quá, mình vừa học vừa làm, mình bận quá thì mình thực sự mình không có thời gian. Tự nhiên năm bữa nay cái bắt đầu hơi có xíu thời gian thôi, nhưng mà dọn dẹp nhà cửa nha các bạn, làm nhiều cái lắm. Tại vợ chồng mình cũng đang sửa chữa nhà bếp lại, làm tân trang mới hết luôn, lót sàn, làm mới hết toàn bộ luôn cái phần lầu dưới đó các bạn, cho nên rất là bận đó. Nhưng mà dư chút thời gian bắt đầu ngứa nghề nó thiệt luôn. Tự nhiên ngứa nghề, nhớ mọi người ghê. Vào đọc bình luận của mọi người cũng lâu rồi mà mình không có vào để mà mình trả lời được bình luận của mọi người luôn. Thấy mọi người nhắn chúc sức khỏe, hỏi thăm, rồi hỏi mình sao lâu quá không có ra clip mới. Nhớ lắm các bạn ơi. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu mến vợ chồng của My ha. Thì tháng hè này giờ chỉ còn 3 tuần nữa thôi, là 3 tuần hè. Đó, thì hy vọng là My đi du lịch nè, rồi My có thời gian á, My làm một số video để chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình ở bên này ha. Thật sự tính ra đúng ra là một
5-6 tháng, mình nghĩ là 1-6 tháng kể từ ngày mà My đặt chân lên nước Mỹ đó, thì rất là nhiều thứ, cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình thay đổi rất là nhiều, từ vui cho tới buồn, hay là những cái mà mình rất là thích thú ở Mỹ và những cái mình thất vọng ở Mỹ. Nói chung rất là nhiều cảm xúc lên xuống đó. Giống như khi mà mình sống ở đây lâu rồi á, thì mình sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn và mình biết được nhiều cái thực tế hơn là so với cái tưởng tượng của mình khi mà mình còn ở Việt Nam, đúng không? Đặc biệt là trong cái thời gian mùa dịch này nữa, dịch bệnh Covid này nữa đó, cho nên sẽ có rất là nhiều cái khác nhau mình trải nghiệm những lúc lên xuống của nước Mỹ đó, thì My sẽ có rất là nhiều cái trải nghiệm muốn chia sẻ với mọi người. Rồi cả cái việc học nữa, cái việc học cao đẳng của mình ở Mỹ như thế nào, rồi lấy lớp học như thế nào, rồi học online như thế nào, học ở trường như thế nào nữa đó, thì rất là nhiều kinh nghiệm. Thì My hy vọng là vài ngày nữa khi mà My đi du lịch về thì My sẽ chia sẻ với mọi người một số cái kinh nghiệm, để mà anh chị em nào mà có muốn đi học ở bên nước Mỹ thì mình cũng có chút kinh nghiệm để mà mình đi học ha, mình đi học lại ở bên nước Mỹ ha, và xin việc làm ở siêu thị Mỹ nè đó. Nói chung cũng vui lắm các bạn ơi, mình làm ở siêu thị Mỹ, hình như tính mình làm từ cuối tháng 1, đầu tháng 2 mà tới nay là tháng 7 rồi, cho tính cuối tháng 7 đi là cũng được 5 tháng rồi chứ ba. 5 tháng mình làm ở siêu thị rồi, nhưng mà thì mình làm chỉ làm có cuối tuần thôi, cho nên tính ra thì cũng không có bao nhiêu, không có nhiều. Tại vì mình học rất là nhiều, cái việc học của mình ưu tiên cho cái việc học của mình, cho nên mình làm chỉ có 13 tiếng thôi. Giờ cho chồng mình ảnh ăn kem đi, ảnh ăn kem xong đi rồi 2 giờ chồng mình sẽ lái xe đi thăm chú của chồng mình, chú chồng. À, rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái cảm nhận của mình mà sau một thời gian lâu mình sống với chồng Mỹ như thế nào, và trải nghiệm với gia đình của chồng bên chồng như thế nào. Anh này good honey, yeah, I'm attention. Okay. Chồng mình ăn kem, không biết có động đất không mà sao tự nhiên nó rung rung ra trời. Không biết động đất hay là chồng mình nó dựa vô mà rung nữa, mà sợ rung dữ vậy, không biết. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Thì hy vọng là cái chuyến đi của mình sẽ thú vị, thì mình sẽ quay lại chia sẻ lại những cái cảnh đẹp của nước Mỹ cho các bạn cùng xem nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người, bye bye. Hiện tại tới giờ chồng mình đang chạy trên một con đường ven biển nha các bạn. Lần này đi thì giờ chồng mình chọn chạy trên một con đường dọc theo bờ biển từ đây, từ Los Angeles qua tới San Francisco luôn các bạn, để mình có thể thấy được cái cảnh biển đó, tại giờ chồng mình rất là thích biển luôn đó. Một bên biển và một bên núi như thế này nè các bạn. Và có những khúc á thì một bên biển, một bên núi, và ở giữa là có một số ngôi nhà dọc theo bờ biển nha các bạn. Nó không có nhiều nhà lắm đó, nhưng mà những cái nhà mà dọc theo bờ biển như thế này thì nó rất là mắc nha các bạn. Ở bên Mỹ nhà mà ở gần biển là rất là mắc luôn, giá rất là cao. Khi mà du lịch bằng lái xe như thế này đó thì rất là vui các bạn, tại vì mình có thể nhìn thấy được toàn nước Mỹ luôn. Đó, nhìn thấy được nhiều cái cảnh sắc thiên nhiên khác nhau. Chứ lúc trước á, mình đi bằng máy bay á, thì mình đâu có nhìn thấy được những cái cảnh đẹp như thế này đâu các bạn. Khi mà mình du lịch bằng xe như thế này thì mình mới biết là nước Mỹ nó rộng lớn như thế nào ha.